Trong thời điểm hiện tại thì AI đang sử dụng rất phổ biến. Những ứng dụng nào có thể giúp chúng ta làm được công việc tương ứng hoặc là giải trí tương ứng thì ít người biết đến. Chẳng hạn như AI trong chăm sóc khách hàng, AI trong sáng tạo nội dung, AI trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục và giải trí. Và ngày hôm nay thì mình chia sẻ với tất cả các bạn một ứng dụng có thể giúp chúng ta nắm được tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Cùng theo dõi hết video này của mình ha. Hiện tại thì mình đang chia sẻ với tất cả các bạn trên điện thoại Android. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cửa hàng Play. Và ứng dụng mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn là ứng dụng AI hay hỏi đáp cùng AI. Các bạn có thể tải về để cùng mình trải nghiệm nó ha. Rồi, sau khi tất cả chúng ta đã tải về ứng dụng AI hay, bây giờ mình sẽ vào ứng dụng AI hay. Đây là giao diện của ứng dụng hay các bạn. Nó sẽ có 5 phần: cho bạn, khám phá, thông báo, cá nhân. Và chính giữa là sẽ có cái nút màu xanh, có hai ngôi sao màu trắng ha. Các bạn ấn vào nè. Ở đây thì mình có thể hỏi hoặc là muốn nhận những cái tin tức gì, thì các bạn sẽ nhấn vào chữ bạn muốn hỏi điều gì. Đó. Bây giờ mình sẽ nhập câu hỏi ở chỗ nhập câu hỏi hết các bạn. Mình sẽ nhập là ngọn núi cao nhất thế giới là ngọn núi nào. Rồi, sau khi các bạn đã đặt câu hỏi rồi thì các bạn sẽ nhấn vào chữ hỏi ha. Trước khi nhấn vào câu hỏi, mình ở trên đây nó sẽ có cái phần chỉ mình tôi nè. Nó ở đây nó cũng sẽ có 3 phần là chỉ mình tôi, chỉ dùng link và mọi người. Nó các bạn có thể công khai hoặc là các bạn có thể để chỉ để mình tôi thôi. Rồi, mình sẽ để chỉ mình tôi ha. Tiếp tục thì các bạn sẽ nhấn vào chữ hỏi nè. Đó, rồi các bạn đợi một khoảng thời gian rất là ngắn ha các bạn, nó sẽ xuất hiện câu hỏi, xuất hiện câu trả lời. Rồi, câu trả lời của nó là đây hết các bạn, ngọn núi cao nhất thế giới là đỉnh Everest. Nó rất là nhanh chóng luôn nha các bạn. Sau khi các bạn đã hỏi xong rồi thì mình sẽ nhấn vào dấu X nè. Đó, để tiếp tục câu hỏi khác. Bây giờ mình sẽ hỏi là cầu thủ đạt quả bóng vàng Việt Nam. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ nhấn vào chữ hỏi nè. Rồi, rất là nhanh chóng luôn hết các bạn. Tiếp tục mình sẽ nhấn vào dấu X nè để thực hiện câu hỏi thứ ba. Tiếp tục mình sẽ nhấn vào chữ hỏi để hỏi nè. Rất là nhanh luôn nha các bạn. Đó. Và tất cả những cái lĩnh vực mà mình cần hỏi thì nó đều trả lời được hết ha. Nó các bạn có thể tham khảo thêm. Rồi, rất là đơn giản luôn nha các bạn. Nếu bạn thấy ứng dụng hay, hữu ích, có thể tải về và sử dụng thử ha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.